Thưa quý vị, những ngày tháng 3 này, tuổi trẻ cả thành phố lại hăng hái với nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong đó, công tác phát triển đoàn viên vun đắp niềm tin yêu vào đoàn cho các em thiếu niên được chú trọng. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV tại quận Liên Chiểu. Buổi lễ kết nạp đoàn cho những học sinh lớp 9 tiêu biểu của quận Liên Chiểu diễn ra trong không khí trang nghiêm, được đeo lên ngực trái chiếc huy hiệu đoàn khi các bạn cùng trang lứa vẫn đeo khăn quàng đỏ. Với các em là niềm tự hào lớn lao. Hôm nay em được đến đây thì em rất là vinh hạnh và cũng rất là tự hào. Khi mà mình không còn mang khăn quàng nữa và mình mang một cái huy hiệu như thế này thì em cảm thấy rất là vui và cũng một phần nào đó tự hào vì mình đã trở thành một đoàn viên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Thì em cảm thấy rất là tự hào và rất là vui. Và việc mà em được trở thành đoàn viên là giúp em có thêm động lực để học tập tích cực và có một lối sống tích cực hơn. Thời gian qua, công tác kết nạp phát triển đoàn viên ở lứa tuổi thiếu niên được quận đoàn Liên Chiểu chú trọng, vừa là niềm tự hào cho các học sinh được kết nạp, vừa tạo động lực cho các học sinh khác phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng bản thân. Tuy nhiên, điều khiến nhiều cán bộ đoàn trăn trở nhất vẫn là làm thế nào có thêm được nhiều sân chơi cho học sinh, giúp các em thực sự tin yêu và mong muốn đứng vào hàng ngũ đoàn viên. Công tác giáo dục, bồi dưỡng chính trị, tư tưởng, đạo đức cho các bạn đoàn viên thiếu nhi thì cũng được chúng tôi rất là tập trung. Chúng tôi cũng tạo các sân chơi như vẽ tranh và tìm hiểu các kiến thức về đoàn hậu đội cũng như về các kiến thức về nghị quyết tại hậu đoàn các cấp để cho các em chúng ta có thể tìm hiểu. Qua đó thì bồi dưỡng thêm cái tình yêu thương, tình yêu lịch sử quê hương đất nước cho các em học sinh. Những chiếc huy hiệu đoàn được đeo lên ngực áo với một học sinh cũng đánh dấu một chặng đường trưởng thành dần được mở ra. Và làm thế nào để xứng đáng với chiếc huy hiệu để có một tuổi trẻ rực rỡ, xung kích, sáng tạo vì cộng đồng là câu hỏi mà mỗi bạn trẻ cần tự đi tìm câu trả lời, nhưng cũng là niềm trăn trở cần có của mỗi người cán bộ đoàn để hoạt động đoàn càng lúc càng thiết thực, hiệu quả.